Những ngày đầu tháng 6, nương ngô hơn 5.000 m² của gia đình anh Triệu Văn Trấn, thôn Khao Phiêng, xã Khâu Tinh, huyện Na Hàng, bị châu chấu tre lưng vàng phá hoại. Sau khi châu chấu ăn trên những bụi tre ven rừng, chúng đã tràn xuống phá hoại cây mầu. Những cây ngô đang kỳ trổ bông đã bị phá hoàn toàn. Do là giống côn trùng bay, nên khi phun thuốc, châu chấu trú trên các cành cây cao gần như không hiệu quả. Trong hiện nay, trong 5 ngày vừa rồi thì châu chấu vào ăn rất nhiều. Cứ cây non không ăn, mà là chỉ ăn những cây nào có nó ra bông, ra hoa này nó mới ăn. Lên cây đến già quá, nó có bắp rồi, có hạt rồi thì nó không ăn. Nó ăn đúng thời điểm vào cây ngô nó vừa ra hoa. Còn cả xung quanh đồi với lại cả cây tre vẫn còn ăn nhiều, với lại cả cỏ voi này, với lại cây chuối này, cây bao bí này, các thứ, cây sắn ấy, cũng ăn hết. Hiện nay là người dân chúng tôi chỉ phun bằng cách thủ công là không thể nào ngăn chặn được nổi cây nạn châu chấu này. Con châu chấu này thì nó hại lắm, ăn lúa, ăn cây ngô với là ăn cỏ voi, nhưng mà tiêu diệt rất khó. Gia đình thì cũng đi mua thuốc về phun, nhưng mà cái ở thấp thì nó chết, còn cái ở cao thì nó không chết đâu. Tình trạng này đã xuất hiện tại địa bàn thôn Khao Phiêng từ ngày 28 tháng 5. Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân huyện Na Hàng đã chỉ đạo phòng trừ. Thống kê ban đầu, diện tích gây hại khoảng 18 ha thuộc các khu Khao Muồn, Lũng Quang, Nà Nội, thôn Khao Phiêng. Vòng đời châu chấu tre lưng vàng khoảng từ 5 đến 6 tháng trong năm. Châu chấu trưởng thành có thể bay xa từ 40 đến 60 km, di chuyển nhanh chóng thành từng đàn. Khi hết thức ăn trên rừng, chúng có thể di chuyển đến phá hoại các cây trồng khác gần bìa rừng như ngô, lúa, cỏ chăn nuôi hoặc bay sang cánh rừng khác. Xã Khâu Tinh đã huy động gần 250 người tham gia dập dịch, sử dụng thuốc trừ sâu siêu sâu gốt 999 và VinFast 5EC để phun. Xã đang tổ chức các tổ, đội phun tập trung, bao vây chung quanh ổ dịch, phun cuốn chiếu từng khu vực, hạn chế thấp nhất châu chấu tre lưng vàng, phát tán gây hại trên diện rộng, gây khó kiểm soát. Hiện tại cái nạn châu chấu của Khâu Phiêng đã dập được khoảng 80%. Vậy còn cái chỗ gọi là nó đậu trên cây cao ấy, thì chỗ đấy thì hiện tại là chưa xử lý được. Cái khó khăn nhất mà dập cái dịch châu chấu này là hiện tại là bà con chưa có cái máy phun xa ấy. Thì bà con chủ yếu dùng bằng máy bình phun thủ công thôi. Với lại chỗ nào mà có đường như đường bằng ấy thì vẫn có cái bình phun rửa xe, nhưng chỗ đấy chỉ đi đường cái chỗ bằng thôi, còn cái chỗ đá với núi cao thì cái chỗ đấy cũng chịu. Ngay sau khi phát hiện có châu chấu lưng vàng hại chim tre, chi cục trồng và bảo vệ thực vật đã cử cán bộ chuyên môn trực tiếp đến phối hợp với ủy ban xã Khâu Tinh cũng như là các cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện tổ chức kiểm tra các hướng đi của đàn châu chấu và hướng dẫn xã Khâu Tinh tổ chức phun phòng trừ tập trung tiêu diệt cái đàn châu chấu. Về để phòng trừ lâu dài trên địa bàn thì chúng tôi tham mưu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để chỉ đạo các đơn vị chuyên môn như là Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp của huyện, Hạt Kiểm lâm các huyện tổ chức kiểm tra theo dõi trên địa bàn xem phát hiện những cái vùng có khả năng phát sinh châu chấu tre lưng vàng để kịp thời khoanh vùng và tổ chức phòng trừ. Để đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi tại các khu vực phun thuốc, Ủy ban nhân dân xã Khâu Tinh cũng có biển báo nghiêm cấm chăn thả gia súc, gia cầm để công tác dập dịch nhanh chóng và hiệu quả.